Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là quạt gió giảm lạnh trong xe của xe Hyundai Elantra 2016 đến 2018. Nó lắp chung với Kia Cerato 2016-2018. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon của Hàn Quốc, Margin Korea. Mã sản phẩm là 97113F2000. Mã phụ của nó là EB1D1EDFAA01BFA. Đây là cái tiếng Anh. Quy cách đóng gói của sản phẩm, mỗi một chiếc quạt sẽ được đựng trong một chiếc hộp với kích thước 20-20-20 và quạt được đựng trong một hộp như này, bao quanh là cái bìa vừa khít với cái lồng cánh và cái motor để giữ cho khi vận chuyển không bị vỡ. Đây là ba tai để anh em bắt vào hộp đựng quạt gió. Đây là cái hướng này, anh em nhìn này, hướng để chúng ta nhìn quay mặt đây. Và sản phẩm thì có mã tem của nó đấy. Đây là tem của sản phẩm Hàn Quốc. Anh em nhìn có thể thấy, cảm thấy nó rất chắc chắn. Với cái sản phẩm này thì được làm từ nhựa ABS cao cấp, chuyên sử dụng để sản xuất cho phụ tùng ô tô. Đây là cánh nhựa thì được thiết kế bằng màu trắng. Đây là hướng của chiều cánh này. Đây là cái phanh cài để khi anh em muốn kiểm tra bên trong thì chỉ cần nhấc cái phanh này ra là chúng ta có thể rút cánh được. Phần trong của cái lớp vỏ nhựa này là một lớp motor. Đây, anh em chờ em một chút nhé. Nó đang gài chắc ạ. Chờ em một chút. Nhấc nó ra để cho anh em cùng xem. Đây ạ. Bên trong là lớp nhựa, là cái motor kết hợp với để chuyển động khi anh em bật công tắc AC và bật quạt gió lên. Đây là hai rác điện ra nguồn điện âm dương. Đây, anh em nhìn chữ nhựa nó rất là chất, đúng không ạ? Hàng này nó chỉ đứng sau hàng hãng thôi anh em nhé. Rất chắc chắn luôn. Đây anh em nhìn này. Tất cả như em nói là cái hàng liên doanh thì nó không có, nhưng riêng hàng này là nó sẽ có mã số trên tất cả. Cảm ơn anh em đã vừa bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.